Ngày 12 tháng 8, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có cảnh báo về tình trạng thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt trang fanpage mạo danh Bệnh viện 108 để tiếp cận người dân nhằm chào bán thuốc, dịch vụ y tế kém chất lượng, gây tổn hại sức khỏe của người dân và ảnh hưởng uy tín bệnh viện. Đặc biệt, các thủ đoạn lừa đảo được nâng cấp liên tục, từ lấy tên trang lập lờ dễ gây hiểu nhầm đến thực hiện sao chép, đăng tải trái phép các bài đăng, logo, slogan từ fanpage chính thức của Bệnh viện 108. Thậm chí có trường hợp cắt ghép hình ảnh, video về bệnh viện trên các kênh thông tin đại chúng và lồng tiếng quảng cáo sản phẩm hòng lôi kéo người theo dõi. Không chỉ mạo danh bệnh viện và các khoa của bệnh viện mà nhiều trang fanpage giả mạo còn mạo danh bác sĩ của bệnh viện để tăng độ tin cậy với người dân. Nhiều đối tượng còn có hành vi chèo kéo mời chào khách hàng là người bệnh, người nhà người bệnh để dẫn đi khám tại phòng khám thuộc Bệnh viện 108.